Sau khi đi chán chê, mình đã bắt đầu sang khu này. Phần 2 nha, phần tiếp nha. Yomiuri Land. Đây là cái đu quay của nó đằng xa kìa. Đến lúc tối thì sẽ bật đèn đẹp. Trong lúc chờ đến buổi tối thì mình sẽ đi một vòng coi có gì hay không. Ở đây có đi tàu lượn siêu tốc. Nó hơi giống cái dòng thép Việt Nam ngày xưa. Lên cũng cao phết đấy chứ. Nha. Ơi, thấy cũng bắt đầu ghê ghê đấy. Dạ. Nó mẹ hơi ghê ghê. Ghê đó rồi. Bên đây là khu đồ ăn nè. Ngày kia đã có một cặp đôi đang ăn hot dog cheese. Bắt đầu vào khu trò chơi. Đây là cái gì? À, cái ốc quán, ốc thăm. Công viên này được đánh giá là Disneyland của Tokyo. Disneyland thì chưa đi bao giờ, nhưng mà tại đây nó cũng không to lắm. Cũng có rất là nhiều khu trò chơi. Vé vào cổng ở đây thì là 1.200 yên. Thì tất nhiên là đang trong thời gian Go to Travel. Và vé bình thường là hơn 2.000 yên cơ. Với cả nếu mà mình mua vé combo ấy để chơi ở trò chơi thì đắt hơn. Hoặc là mình mua vé vào cửa rồi đến trò nào thì mình mua trò đấy. Đây là chơi bắn trúng thưởng, có hay ở trong mấy cái lễ hội nha đi. Một lần bán 500 yên. Buổi tối ở đây, nếu mua vé buổi tối thì được phép chơi thêm game free. Tại vì một game ở đây mình có đi nhìn qua thì cũng khá là đắt. Một game khoảng từ 800 đến 1 sen. Một game mới mua lẻ. Cái này là cái đu đưa. Cái gì nhỉ? Cái ở Việt Nam gọi là cái gì? Cái tàu cướp biển ấy. Trông cũng sợ phết. Mọi người rú gì đầm ý. Chưa đến buổi tối mà ở đây đã bắt đầu bật đèn. Đây là trên cây sáng xanh ấy. Đó, nhấp nháy. Bây giờ mình ngó qua một xíu bản đồ của khu Yomiuri Land. Trong đấy theo như mình đã đọc ở trên mạng thì nổi tiếng nhất là cái khu có 4 cái nhà máy này. Trong khi đấy thì cái Food Factory là nổi nhất. Phải đi ngó cái chỗ đấy xem. Đây là khu nhà máy hồi nãy mình vừa mới chỉ trên bản đồ này. Đó có khu fashion. Nhìn ngắm nước lại nhờ đến Ranma. Của Nishin. Đây cái nút ấn. Đâu còn đâu? À, ấn thì nó sẽ phun nước ra. Lung tung thật. Sau khi đi 3,7 tỷ vòng quanh cái công viên này, mình đã nhận ra là tại sao lúc xem review sẽ chỉ thấy là toàn review buổi tối thôi. Vì đúng là ban ngày đi game không có gì là đặc sắc lắm, khá là phù hợp với cả các bé trên dưới 10 tuổi, chả hiểu tại sao. Mấy cái trò mạo hiểm hay là đi tàu lượn các thứ rất là bình thường và ngắn, không bằng bên Fujikyu. Mấy cái chỗ khu game với các thứ thì nhìn nó cứ hơi kiểu cũ cũ ấy. Chỗ này xây dựng khá là lâu rồi nên là thấy không có gì đặc biệt lắm. Thôi vì đến đây chơi nên là mình sẽ chờ đến buổi tối xem sao. Trò này lớp fire chơi buổi tối, tức là nếu mà một cặp đôi đi vào mà được kết nối cả nhau thì sẽ có một con lưỡi lên. Đi ra xem thử. Nào bây giờ bắt đầu chuẩn bị đi nhảy vào. 3, 2, 1 nhảy. Đi vào. Kết quả là không bắt sáng, tức là hai người không kết nối được với nhau. Khổ thân. Bây giờ là 4:30. Tôi đã bắt đầu bật đèn sáng ra cái cầu lúc buổi sáng đi nè. Công viên đã nổi tiếng về buổi tối nên là có vẻ rất là đông. Đi thử một vòng lúc trời vẫn còn đang hơi sáng sáng một xíu, không thấy rõ. Một lát nữa mình sẽ thử lên đu quay, nhớ lại đẹp hơn. Lạnh quá, lạnh quá. Bây giờ mình đang đi trong một đường hầm kỳ bí, rất là tối. Đi ra quay đẹp dã man luôn. Đúng là giá trị của công viên này là vào buổi tối các bạn ạ. Bây giờ trời vẫn còn hơi sáng sáng một tí nên là không nhìn thấy đèn rõ lắm. Ngoài nhìn ngoài thực sự rất là đẹp luôn. Này, đẹp chưa? Đây là ánh đèn lấp lánh. Chúng ta lại tiếp tục đi vào trong một chiếc hầm. Chiếc hầm u tối. Chiếc hầm u. Chiếc hầm đúng rồi. Tiếp tục đi trước. Đèn được bố trí nhiều sắc màu chưa? Đây, cái tháp hồi nãy vừa mới đi cạnh này. Một chỗ khu vui chơi nho nhỏ cho các bé, sẽ được trượt từ phía đằng trên kia xuống. Trước cú tè dã man. Trượt từ một tí tẹo. Gần 300-400 yên. Kinh nhỉ? Làm tiền ra phết. tối rồi, trời càng ngày càng tối thì xung quanh càng ngày càng đẹp. Một lối vào xanh ngắt xanh. Cây tàu màu xanh luôn, đẹp vậy nha. Rồi đẹp thế. Ánh sáng mình thầm bông hoa. Xin thông báo bây giờ là 5 giờ tối và đây bắt đầu đông nghẹt, chó nào cũng xếp hàng. Đây, cảnh xếp hàng đông nghỉ nghịt luôn. Ôi, trong này 90 phút không biết là cái đu quay với xếp cũng mất đến 2 tiếng không đây. Sắc cầu vòng luôn. Ôi, chỗ nào cũng lấp lánh luôn. Đưa quay đây rồi. Hãy lên đưa quay để tận hưởng cảm giác ngắm nhìn cả công viên từ trên xuống. Yeah, bé đi đưa quay mua được rồi nè. 1 center, 2 người. Tức là 700 yên 1 người. Thì sẽ được ngắm cả công viên luôn. Giờ đang đứng xếp hàng. Nhìn quanh. Đoàn người đông như ma. Bây giờ mình đã đang ở trong đu quay rồi này. Bây giờ sẽ xem thử khung cảnh công viên nhé. Bắt đầu lên cao dần. Có thể nhìn thấy quán của công viên. Kia là cái đường cái đường tàu lượn. Này là dạng cây màu hồng. Thế ở trên bản đồ của nó nói dạng cây màu hồng, hóa ra là dạng cây nó để ấy nhỉ, để đèn hồng. Nhìn như theo bản đồ thì cái công viên này được chia theo các khu vực màu sắc theo đá quý. Không nhớ là đá gì lắm, nhưng mà có thể nhìn thấy là mỗi một khu là một màu khác nhau. Người đằng kia là khu màu xanh lá cây kìa. Đường vào thì chắc sẽ đến một xíu. Màu xanh. Ở góc kia là khu màu vàng. Mình cũng khá cao. Còn khoảng 10 giây sẽ đến đỉnh, đây là cái khoang trước của mình. Các bạn có biết truyền thuyết đi lên trên đỉnh là gì không? Nếu đi đưa quay lên trên đỉnh mà người yêu thì sẽ ở bên nhau mãi mãi đấy. He he. Tới hẳn rồi, đi một vòng quanh công viên ánh sáng thôi. Đâu đâu cũng là lấp lánh. Quay đấy đấy, ngay chỗ khóm cây hồng hồng. Dài dài như cây sakura nhưng mà là vào buổi tối. Cầu thang cũng có màu hồng luôn. Hết khu hồng ta lại đến khu xanh. Tất cả cây cối các thứ ở đây đều có màu xanh. Xanh blue. Đây có một cái hồ bơi nè. Khu factory làm đèn hết, nhìn đây đấy. Nha. Đây là cái ấm ban sáng nè. Tối đến màu mê hẳn. Hình con, cá. Đây khu công viên nước, buổi tối nó mới mở. Sáng đi thấy chặn đường không vào được. Mình xa xa dừa giết các kiểu như thật. Sau khi ở công viên xong, mình đã phát hiện ra là mình có thể đi ngược lại Hana Biyori. Thế nên là mình đã đi ngược lại Hana Biyori để xem cảnh buổi tối ở đây. Rất là đẹp luôn. Vì thế nên đây cũng là một lưu ý nhỏ cho các bạn. Các bạn có thể đi Hana Biyori vào ban ngày này, xong rồi buổi tối sang Yomiuri Land, xong rồi quay ngược trở lại Hana Biyori. Thế thế mình sẽ đi cả hai nơi trong cùng một ngày. Thế mình thông minh không? Vậy thôi, clip 2 phần đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Phần này clip hơi dài nên là mình phải chia làm 2 phần lận. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip khác nhé. Bye bye. Said, get one swell today, diamond head, my Sister said she going cruise the beach, watch us shred out in the water. I saw my father, no job in Bombay, he slapped your head. Simple kind rules, if you battle out, no act one fool.